Đây là mít đang có trái chị ha, mít này mít Thái chị ha. Còn cây này là cây cà na nè anh chị ha. Đó, anh chị ít biết cây cà na này lắm. Cà na này cũng bán cũng có thu nhập anh chị ha. Đang có bông, đang có trái luôn. Ốc sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến anh chị một miếng vườn cây trái đang trồng cây cà na, dừa và rất là nhiều cây trái khác chị nha. Hiện tại là đang có trái luôn chị nha. Với ngang diện tích đó là 34 mét, chiều sâu anh chị là 30 mét nha. Lên tổng diện tích đó là 1.000 mét vuông nha anh chị ha. Đất mình cực kỳ đẹp anh chị. Đất mình hiện tại là đất cây lâu năm anh chị ha. Hiện tại thì sổ này là đang là sổ tổng, chủ đang đo đạc lại cho mình và ra bản vẽ mới, mới ra công chứng anh chị ha. Nên anh chị yên tâm về cái ranh giới và giấy tờ pháp lý nha. Chủ sẽ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn anh chị nha, ra sổ hồng nha. Cái hướng đất mình ở đây là hướng chánh tây, anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi xây biệt thự hay xây nhà, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Anh chị đi thẳng đường này là khoảng là 1 cây rưỡi số nữa sẽ đụng tới đường cặp kinh sông Nguyễn Tấn Thành anh chị ha. Đó, đi ra sông Cửu Long là đi đường này anh chị nha, là đi thẳng đường này cũng đi về hướng quốc lộ A là khoảng là 5 km là tới anh chị nha. Còn nếu anh chị đi hướng ngược lại thì anh chị đi về chợ Sài Họp anh chị, ở đó có rất là nhiều tiện ích như là trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác chị ha. Làm đi khoảng 2 km nữa là tới chợ Sài Họp anh chị nha. Đó, anh đi chợ cũng rất là gần anh chị. Còn nếu anh chị ở khu vực như là xa như ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị, đây là cái vị trí nè. Nếu tính từ bến xe miền Tây á, là về tới vườn cây trái của mình cần xem á, là 64 cây số mới tới anh chị nha. Đó, anh chị đi xe ô tô là 1 tiếng 27 phút là đường cao tốc nha. Còn nếu mà đi xe máy là khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới anh chị. Rồi, từ cái đường nhựa này là khi bằng đường nhựa huyện 34 anh chị ha. Từ đây mình đi vô đất mình đó là đường xe máy là khoảng là 110 mét mới tới anh chị nha. Đây là cái đường đây. Cái đường này hiện tại là và đường xe máy đã xanh khoảng là 2 mét thôi anh chị. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chạy xe từ cái đường huyện 34 này vô đất luôn để cho anh chị mình tham quan đường xá và hàng xóm anh chị ha. Rồi, em xin mời chị ha. Ở khu vực này thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị nha. Ở đây mình xài nước ngọt, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn anh chị. Nên chị rất yên tâm vấn đề đó ha. Đường nó hơi sình xíu chị, tại bữa nay mưa rất là lớn chị ha. Ở miền Tây nha chị. Nè, nhà cửa vô, rất là đông đúc. Quay xa xa cho anh chị xem thấy nhà cửa nha. Tới đây mình không đi thẳng chị ha, mình về phải là tới đất liền. Đường rất là dễ đi. Rồi, mình đã tới vị trí đất anh chị ha. Để em đậu xe lại cái em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha anh chị. Đây, từ cái tủ bê tông ở đây nè anh chị. Đây, tủ bê tông nó bị ngã anh chị ha, ngay cái dừa nè anh chị. Đó, sâu vô là 30 mét anh chị ha. Còn cái mặt tiền mình đây đó là 34 mét anh chị. Đây, một cái đất em thấy rất là đẹp. Có cái rất tiếc là cái đường này đường xe máy chị ha, xe ô tô mình vô không được nha anh chị ha. Đây, em quay sơ cái ranh bên trái luôn rồi xong rồi em sẽ đi vô đất để cho anh chị và cô chú mình tham quan ở bên trong ha. Đất mình thì mỗi clip rất là rộng chị, mỗi clip em thấy khoảng là khoảng 7 mét đó chị, rất là rộng. Có mương, cái mương này có khoảng là 1 mét thôi chị ha, nó nhỏ thôi, nó không có chiếm diện tích đất của mình anh chị nha. Đây có gia chủ cũng đặt thêm một số sao bu chê nữa anh chị ha. Còn cây cà na với dừa mít đó, hiện tại là đang có trái luôn anh chị nha. Em thấy có cam nữa nè, rất là nhiều cây trái trên cái thửa đất của mình nha anh chị. Đất này thì mình thấp hơn cái đường đá xanh chút xíu thôi, nhưng không thấp nhiều anh chị ha. Em quay xuống cho chị xem là thấy không. Đó, đất mình với đất liền mà đất đó thấp có một xíu thôi, không có thấp nhiều. Đó, thích hợp cho anh chị cô chú mình mua để mình đầu tư hay là về đây mình cắt cái già mình nghỉ dưỡng chị ha. Đó, mình xây một bên trái bên phải thôi,
Còn một số đất á, sau này con cái mình về ở cũng được nè, hay làm kẹt tiền anh chị, mình bán cũng được chị ha, rất là tiện anh chị nha. Đây cũng có điện nữa anh chị không, điện trụ điện của nhà nước à, vô đây luôn đó. Ở đây mình xài nước ngọt anh chị ha, không có mặn cũng không có nhiễm phèn nha chị nha. Đây một cái vườn em thấy rất là đẹp, rất là ưng ý chị nha. Bao 4 mét tới đây anh chị ha. Đây cái mương này là mương kế bên chị ha, tính từ đất liền, đất liền bên đây anh chị nha. Đây trở lên bên đây nè, đổ về bên ta phải mình. Đây là mặt tiền là 34 mét anh chị ha, để quay lại cho anh chị xem chiều sâu chỉ có 30 mét thôi. Em thấy cái vị trí đây đất mình rất là vuông vức, mà vườn cây trái cây á, thì một số cây ăn trái thì đang có quay lại, một số cây thì mới đặt sau này được khoảng 1 năm đến 2 năm anh chị nha. Mấy cây dừa này là của mình luôn anh chị ha, tôi quay gần cho chị xem nè. À, mấy cái dừa này trồng được khoảng là 6 năm tuổi anh chị nha. Đó, đang có trái luôn anh chị. Cái đường này đường thông, đường công cộng nha anh chị. À, xung quanh cái vườn cây trái của mình đó, đã có hệ thống bed quay tự động hết rồi. Mình tưới rất là tiện chị ha, không cần tưới tay hay là kéo thùng, rất là bất tiện nha anh chị. Đây là cây hệ thống bed quay nè chị. Đây là mít đang có trái chị thôi, mít này mít Thái chị ha. Còn cây này là cây cà na nè anh chị ha. Đó anh chị ít biết cây cà na này lắm, cà na này cũng bán cũng có thu nhập anh chị ha, đang có bông, đang có trái luôn. Một số cây thì trái rất là nhiều anh chị ha, một số cây đang xử lý, tại vì cây cà na này mình xử lý mới ra cái trái anh chị nha. Đó anh chị có trồng ở nhà thì mình phải biết ha, xử lý nó mới ra bông, mới ra trái anh chị. Nếu mà trồng hoài mình không biết xử lý là nó không có trái đâu anh chị nha. Trên đất mình là không có mồ mả, không có dướng dây điện câu thế gì anh chị nha. Đây có trồng rau len nữa nè anh chị thấy không, để mình dùng ở nhà không được anh chị. Có trồng ngò nữa nè, đầy đủ trên cái vườn cây trái mình hết anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dùm hình để tương tác với em, để nhận được video mới nhất. Tìm đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đem nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều nha. Đây, một cái vườn thấy rất là đẹp. Đó thì anh chị có thể mình trồng mít này đó thì mình ăn được khoảng 4-5 năm tuổi anh chị, thì mình bỏ đi anh chị ha. Có một số cây na tấn lên nè, rồi sabuche nữa nè anh chị thấy không, rất là nhiều cây ăn trái, rồi cam nữa nè, nó tấn lên đó mình có quyền lợi, mình có thu nhập tiếp chị nha. Đó mình cất cái nhà đây nghỉ dưỡng rất là yên bình đó, cô chú nào lớn tuổi về đây em thấy rất thích hợp, dân ở đây rất là thân thiện nữa chị nha. Rồi để em đi ra cái ranh cuối cùng luôn để em chỉ cho anh chị mình nắm nha. Đã qua tới clip bên đây thì gia chủ đây là không có trồng cà na. Đó, chỉ có dừa và chuối thôi. Đây dài tới đây anh chị ha. Đây phía sau đây thì không có trồng cà na anh chị. Đây ngoài đây thì có trước trồng rau đây nè chị, người ta mới cải tạo trồng dừa anh chị ha. Đây đây là có cái mương, cái mương này là đất của người ta anh chị ha. Đất mình là nằm đất liền đi vô. Đây từ của Mỹ đây, Mỹ đất liền anh chị ha. Cái mương này mương của chủ kế bên anh chị nha. Đây là ranh giới em đứng đây là cuối cùng. Để quay lên cho chị xem nha. Wow, một miếng đất em thấy rất là đẹp, rất ăn ý nha. Rồi đến đêm tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái vườn cây ăn trái nằm ở xã Lâm Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số điện thoại dưới màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 1 tỷ 200 triệu nha. Giá này là chủ nó cần bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để tư vấn và hỗ trợ cho chị ha. Và bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở thì liên hệ số thoại hình để bên em ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Và bên em nhận chính chủ và giá không có kê lên và cũng để giá chính xác chủ để mình bán nhanh hơn và khách hàng cũng có thể mình mua giá mềm nhất và rẻ nhất anh chị nha.
anh chị qua cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.